Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel đầu TD Media. Thưa quý vị, trở lại chương trình Pháp Thoại cùng với Du Tăng Thích Minh Tánh ngày hôm nay. Một lần nữa, Tiến Dũng và Du Tăng Thích Minh Tánh sẽ nói đến đề tài liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là Sinh Minh Tuệ. Thưa quý vị, cách đây vài ngày thì bà Nguyễn Phương Hằng đã tuyên bố rằng ngày 20 này bà sẽ có một bài nói chuyện mà đâu đó bà sẽ chứng minh thầy là Sư Minh Tuệ, cách tu của ngài chỉ có đúng 50% và sai 50%. Và từ sau khi mà bà lên tiếng như vậy thì phải nói là một cái làn sóng phản biện bà rất là nhiều. Trong mấy ngày nay quý vị nhìn thấy đâu đó là đa phần là người ta binh vực về Sư Minh Tuệ và đã kích bà Nguyễn Phương Hằng. Vấn đề là bây giờ mình tìm hiểu là lý do tại sao và ai là người đứng sau lưng bà, nói chung là cái thế lực nào đứng sau lưng bà để làm điều đó. Cũng vậy, riêng về Sư Minh Tuệ thì có người hay là tổ chức cá nhân nào mà đứng sau lưng Minh Tuệ trong gọi là cuộc chiến này, cuộc chiến để trong mặt kép thưa quý vị hay không? Một lần nữa, Tiến Dũng sẽ mời Du Tăng Thích Minh Tánh sẽ nói ý kiến của ngài về vấn đề này. Trước hết thì con kính chào thầy ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Du Tăng Thích Minh Tánh kính chào quý khán giả của đài TD Media Channel Mai Tiến Dũng. Chữ T với chữ D đó quý vị, Tiến Dũng đó. TD Media Channel Tiến Dũng và Mai Tiến Dũng, còn Du Tăng Thích Minh Tánh. Buddham Sadhanam Gacchami, Dhammam Sadhanam Gacchami, Sangham Sadhanam Gacchami. Còn Du Tăng Thích Minh Tánh dập đầu thành tâm cầu nguyện cho quê hương tổ quốc đất nước Việt Nam cùng Hoa Kỳ. Còn Du Tăng Thích Minh Tánh thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài, pháp giới được trọn thành, Phật đạo cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đồng giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay rất là nóng, rất là căng vô cùng quý vị ơi. Dạ, kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, để coi như là hôm nay đó là coi như là tổ chức nào, coi như là người nào, ai đứng sau lưng của Sư Minh Tuệ, ai tổ chức nào đứng sau lưng của Nguyễn Phương Hằng, là ai? Bây giờ là cái một cái chương trình nó rất là nóng bỏng vô cùng, mà cuộc chiến dạ cuộc chiến để trong ngoặc kép. A Di Đà Phật. Mà cái này thật sự ra Minh Tuệ là người tu, không có gây chiến tranh gì đâu. Người ta gây chiến tranh với ngài chứ ngài không có gây chiến tranh. Nhưng mà trong binh pháp á, trong binh pháp nó gọi là nội công ngoại kích. Nội công ngoại kích nghĩa là nội công là cũng như là nội công là ở trong nó đánh ra, ở ngoài nó đánh vô. Là nội công ngoại kích. Mà bây giờ thần tăng Thích Minh Tuệ bị hai cái luôn. Bây giờ đây là một cái cuộc mà thử thách, đây là một cái chướng ngại là trên đường tu. Bởi vì nó ma chướng trên đường tu, mà ma chướng trên đường tu nó phá hại đã vậy đó. Minh Tuệ với cái bản lãnh của thần tăng Thích Minh Tuệ sẽ vượt qua, nhưng mà sẽ cũng nhiều phần khốn đốn vậy đó. Những nhiều phần khốn đốn là nội công ngoại kích, nghĩa là ở bên trong nó đánh ra, bên ngoài nó đánh vô. Bây giờ tại sao bên trong đánh ra? Bên trong nó đánh ra là gia đình của Minh Tuệ bị xào xáo. Bị xào xáo đủ thứ hết trơn á. Bây giờ Tuấn nó lập nên cái là coi như là cái công ty nó gọi là Phát Tâm Thiên Định Tuệ. Thiên Định Tuệ, cái đó là nó lập lên, nó nói là trời định tuệ. Cái này không phải là công ty Phát Tâm Tuấn Định Tuệ hay là công ty Phát Tâm Đảng Định Tuệ thì được. Đó chứ trời nào mà định Sư Minh Tuệ là phải ở đó. Nó lập cái công ty đó là business, làm ăn buôn bán, mà nó mượn coi như là đó, là chẳng những vậy mà nó để coi như là để coi như một hình thức, nó gọi là giam lỏng Sư Minh Tuệ. Là ở đó giam lỏng luôn đó. Bây giờ nó dồn Sư Minh Tuệ vào cái đó, vào một cái thế chẳng đặng đừng. Đó là nội công, đó chẳng đặng đừng. Quý vị phải thông minh sáng suốt nha, sư nói sư vạch rõ bữa hôm nay hết, quý vị sẽ thấy rõ ràng vô cùng luôn, sáng tỏ và rõ ràng. Và kính thưa quý vị là đó, bây giờ Tuấn nó đang thành lập ở đó, nó dương cờ của Sư Minh Tuệ lên, màu sắc của Sư Minh Tuệ lên, nó lập mà nó gây tiền ủng hộ của bá tánh rồi, để nó gây quỹ, nội cái gây quỹ mà làm cái đó là sai với cái đường lối của Minh Tuệ rồi. Mà nó bây giờ đó Sư Minh Tuệ là hết có đi
bây giờ coi như là nó là khống chế giam lỏng để Sư Minh Tuệ là chắc chắn là như vậy đó quý vị. Đó là nội công đó, mình không có thời gian nhiều, sư nói ngắn gọn, tự quý vị phải suy nghĩ. Đó là nội công. Ngoại kích bây giờ nó cho bà Hằng là cũng như là coi như là tấn công quật đó, quật coi như là phán quật Sư Minh Tuệ đó, nội công ngoại kích quý vị thấy rõ liền. Đó là cái tổ chức nào người nào ai. Kính thưa quý vị đồng hương, tôi là Tâm Trương, hiện là Sergeant cảnh sát supervisor của khu vực Evergreen trong cơ sở cảnh sát San Jose và là ứng cử viên hội đồng thành phố khu vực 8 vùng Evergreen và East San Jose. Vì là một nhân viên cảnh sát và sinh sống cùng gia đình trong đơn vị 8 lâu năm nên tôi hiểu rất rõ là sự quan tâm lo lắng về vấn đề an ninh, nhất là trong vùng Evergreen cũng như vấn đề homeless, công an việc làm, phát triển kinh tế địa phương. Tâm Trương luôn luôn trân trọng và hứa sẽ không phụ lòng tín nhiệm và sự tin tưởng của quý vị. Xin bầu cho Tâm Trương. Cảm ơn toàn thể quý vị. Michelle Steele vinh danh Tổng lãnh sự Cộng sản Hồ Xuân Sơn. Michelle Steele im lặng để chồng đưa gián điệp Trung Cộng vận động chính phủ Mỹ bỏ rơi Biển Đông. Im lặng là đồng lõa. Michelle Steele phản bội ý chí chống Cộng sản của người Việt tị nạn. Cử tri gốc Việt không bỏ phiếu cho Michelle Steele. I'm Derek Tran. I approve this message. Văn phòng Quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart, điện thoại 714-756-0946. Ai là cái người chủ mưu, ai là sư nói ra coi như là, đó, người ta nói là, người ta thường nói đó, coi như cô Hằng thường nói là, coi như là, hoặc không có trật phát nào đó. Còn người tu nói là, không sai, người tu nói, một lời nói của người tu không có sai, không có dùng tiếng người tu, không có quật ai hết, nhưng mà người tu chỉ chia sẻ là không có, là coi như là điểm đích bất sai gì, nghĩa là không bao giờ sai chạy. Cái lời của người tu nói thì con Du Tăng Thích Minh Tánh xin chia sẻ cho quý vị để dạch rõ. Bây giờ cô Hằng nói là coi như là sẽ quật Sư Minh Tuệ, coi như là phán đó, phán và sẽ quật Sư Minh Tuệ là có để là cái tổ chức ở đằng sau Sư Minh Tuệ, bà biết rõ đấy nè, cái tổ chức nào, ai là bà Hằng không có nói như vậy. Bà Hằng nói là cái cách tu của Sư Minh Tuệ chỉ có đúng 50% và sai 50%. Dạ không, nhưng mà bà có nói cái câu đó luôn, cái nói cái câu là bà coi như là bà biết đó, bà sẽ dạch rõ là người đứng sau lưng Sư Minh Tuệ. Cái clip đó đệ tử có đưa cho coi là đó, vậy đằng sau Sư Minh Tuệ là ai. Đây nè quý vị, nghe một cái chuyện này rất là một phút thôi. Ngày xưa có Quỳnh Long Hòa Thượng, ngài Quỳnh Long Hòa Thượng đó thu phục một con quái vật, con quái thú đó là thanh xà bạch xà, mà thanh bạch xà nó quá ác nên bị đoản mạng, chết bất đắc kỳ tử, coi như là con bạch xà nó quá ác. Còn Quỳnh Long Hòa Thượng thu phục là con thanh xà, nó tại nơi nó biết tu, sau này theo Quỳnh Long Hòa Thượng mà tu, mà đi tu trong núi luôn. Đó là ngày xưa quái thú đó. Bây giờ thần Tăng Thích Minh Tuệ là Dũng có thấy cái điều này không, là cũng như là hồi xưa mà quá Quỳnh Long Hòa Thượng á, thường quăng sâu chuỗi lên để thu phục cái đó, cũng như là bảo bối á, hồi xưa gọi là bảo bối đó, quăng sâu chuỗi lên để thu phục mà thanh xà bạch xà, đã thu phục thanh xà bạch xà thì bây giờ thần Tăng Thích Minh Tuệ quăng cái nồi cơm lên thu phục tất cả mà hụt xoàn hết. đó lần Tăng Thích Minh Tuệ, nếu mà ngài chịu quăng cái nồi cơm điện lên, nồi cơm điện lên đó quý vị, sẽ thu phục coi như là thu phục bà, coi như là hụt xoàn với bà Hằng luôn. Mà con Hằng nó lạ lắm, nó lập nên, cô Hằng lập nên cái quỷ Hằng Hữu, nhưng mà mình bỏ chữ Hữu đi, Hữu là có, cái này nó là không, vậy đó quỷ Hằng, quỷ Hằng thôi, quỷ Hằng mà nó tự xưng là cái quỷ mà quỷ Hằng, thấy không, quỷ ma, quỷ ban, là quỷ, toàn là quỷ không, rồi gây quỷ, gây ma, gây tê, gây mê, chữ quỷ ghê lắm đó quỷ, quỷ ở trong nhà Phật nó gọi là quỷ, nghĩa là tham, quỷ là tham,
Vậy đó là tham đó, đó là cái này mà nè. Dạ. Con thì nghe bà hay nói rằng là ví dụ như người ta làm cái quỹ từ thiện gì đó thì người ta sẽ kêu gọi mọi người đóng góp. Còn đối riêng với cái hội từ thiện gọi là quỹ hằng hữu của bà đó thì do chính tiền của bà mà thôi. Thì con được biết là như vậy. Dạ, nhưng mà tiền từ đâu mà có, tiền từ đâu? Sát á, coi như là sát nhiều người ở Việt Nam nó gửi qua là coi như là mồ mả nhiều người còn trong vùng đất của coi như là vùng đất á, mà bị san bằng này, bị san bằng mồ mả đó, mồ mả này kia, đất đai từ đâu mà có. Đó là coi như là bởi vậy nên á, cái gì cũng vậy, để làm chuyện này để mà khỏa lấp chuyện khác. Cái này á, là coi như là chính quyền, coi như là Trung ương Đảng Cộng sản sẽ tính sổ sau. Nó gọi là coi như là thanh trừng, coi như là tư bản đỏ, sẽ tới cô hàng sau. Rồi thôi, bây giờ mình nói chuyện thực tế hiện tại. Hiện tại là cũng như là đó, cũng như là thí dụ như thí, đó sư nói cái chuyện mà, cái chuyện ngày xưa đó là Quỳnh Long Hòa Thượng dùng cái sâu chuỗi nè, quăng lên sâu chuỗi để thu phục Thanh Xà Bạch Xà. Yeah. Thì bây giờ thần Tăng Thích Minh Tuệ mà nếu mà chịu quăng cái nồi cơm lên á, sẽ thu phục quỷ hằng liền. Quỷ hằng và hụt xoàn thu hết. Yeah. Thu hết luôn. Là đó là cái như vậy. Mình nói là cái này không phải nói chơi nè, cái này là cái chuyện dài nhiều tập đó, cái này là một cái thuyết âm mưu, quý vị nhớ rõ hôm nay đó, đây là một cái thuyết âm mưu và chuyện dài nhiều tập, nó chưa dứt đâu. Trời ơi, hết cái này nó ra cái khác, hết cái này nó ra cái khác, quý vị chóng mắt lên là coi. Trời ơi, tôi nói nó khủng khiếp lắm, cái này không có thể nào mà ai đứng sau lưng của thần Tăng Thích Minh Tuệ. Xin quý vị từ bi lắng nghe cho kỹ lời Du Tăng Thích Minh Tánh, quý vị trừng tâm đế thính và tư duy thâm nhập, lắng lòng mà nghe, suy nghĩ nghĩa lý, rồi quý vị phải thực hành làm theo, quý vị sẽ thấy rõ lời Du Tăng Thích Minh Tánh. Bây giờ ai đứng sau, sư biết rõ Du Tăng Thích Minh Tánh, thấy rõ, biết rõ là ai đứng sau lưng hiện tại thôi nha. Chứ còn mà tương lai thì mình chưa biết, quá khứ thì nó đã qua, tương lai thì chưa tới, hiện tại an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Đó quý vị phải hiểu, mình sống phải thực tế, chứ không sống về theo cái kiểu mà mù mờ, vu vơ và vớ vẩn. Vậy đó, sống thực tế, vậy đó, bởi vì nó coi như là đói ăn, khát uống, mệt nghỉ, đó là cái thực tế của con người. Bởi vì nên á, bởi vì sư nói đây á, để cho quý vị thấu rõ cái hiện tượng. Vậy là ai là người đứng sau, ai là người, cái tổ chức nào, cái ai là người đứng sau lưng của Minh Tuệ. Đây nè, sư Minh Tánh là thấu rõ, nhìn thấy thấu rõ để cho quý vị và biết rõ, hiểu rõ luôn. Đấy, đây là quý vị, ai đứng đằng sau lưng sư Minh Tuệ, tổ chức nào, như lời cô Hằng nói, như lời cô Nguyễn Phương Hằng nói đó. Bây giờ sư Du Tăng Thích Minh Tánh xin nói trước cho tất cả đồng bào, anh chị em trong và ngoài nước được coi như là sáng tỏ rõ ràng hôm nay, là quý vị phải nhìn thấy. Quý vị biết ai đứng đằng sau không? Đứng đằng trên nữa. Đây nè, đứng trên đầu sư Minh Tuệ đó là trước nhất là có ngài Mahakajip. Đứng trên đầu sư Minh Tuệ, đó là cái hạnh, đó là đứng trên đầu sư Minh Tuệ. Trên nữa là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Đó là người đứng. Còn người đứng sau lưng á, là những người ủng hộ, những người coi như là những người ủng hộ của sư Minh Tuệ. Đó, người đứng sau lưng của sư, đứng sát sư Minh Tuệ đó, đứng sát một bên sư Minh Tuệ, có sư Minh Tánh, có Du Tăng Thích Minh Tánh. Đó, đứng sau lưng sư Minh Tuệ, có Du Tăng Thích Minh Tánh đứng kế bên để bảo vệ em của mình, để bảo vệ sư đệ của mình. Đó là bảo vệ của mình. Đó, cô Hằng nói không có sai. Đó là có tổ chức, có người đứng sau lưng. Đó, cái người nào đứng sau lưng là đứng kế bên sau lưng sư Minh Tuệ, đứng kế bên sư Minh Tuệ để trong lúc hoạn nạn. Đó, trong lúc hoạn nạn, nếu mà hoạn nạn là sư Minh Tánh sẽ nhảy ra liền. Đó là coi như là sư đứng kế bên, sư là cũng giống như là một người hộ pháp vậy đó. Kim Cang hộ pháp cho sư Minh Tuệ đó, đó là như vậy đó. Mặc dầu ở Mỹ nhưng mà có sư cái lưỡi sư nó dài cho tới Việt Nam luôn. Đây, quý vị thấy ông Tiêu Diện không? Ông Tiêu Diện có cái lưỡi á, có cái lưỡi mà ở chùa đó, dài ga le lưỡi á. Đó, cái lưỡi của sư tới Việt Nam rồi đó. Cái lưỡi của sư nó le tới Việt Nam rồi đó. Đã vậy đó, đó là hộ pháp, Tiêu Diện là hộ pháp. Đó coi như là đó là hộ pháp đó, sư đứng sau lưng đó, rồi với tất cả những hàng triệu người, hàng triệu triệu người trong và ngoài nước đứng sau lưng sư Minh Tuệ.
hàng triệu, hiện tại bây giờ đó là hàng triệu 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 người, mà luôn cả người Mỹ, người các người trên thế giới, người Trung Hoa, người Lào, người Tàu, người Việt đó đứng sau lưng sư Minh Tuệ. Đó là một tổ chức lớn đấy, một tổ chức, một cái thế lực ngầm, thế lực vô hình, thế lực ngầm, thế lực vô hình đó quý vị. Sư nói đó, đó là một thế lực ngầm, thế lực vô hình đứng sau lưng sư Minh Tuệ đó. Cô Hằng nói không có sai, nhưng mà sư dạch rõ cho quý vị biết luôn, để cho quý vị hiểu rõ đó là một thế lực ngầm, thế lực vô hình. Đó, người ta có quân đội đứng sau lưng, nhưng mà coi như là cô Hằng, người ta có vệ sĩ quân đội, còn còn sư Minh Tuệ đó thì có một cái thế lực vô hình đứng sau lưng. Đứng sau lưng đó có coi như là Long Thần Hộ Pháp, chư Thiên, chư Bồ Tát, chư Phật đứng sau lưng để bảo vệ cho sư Minh Tuệ. Đó là cái một cái tổ chức đó, đó là coi như là cái những người đứng sau lưng đó, và đứng trên đầu sư Minh Tuệ. Nhắc lại, đứng trên đầu sư Minh Tuệ đó là ngài Mahakajip và Phật Tổ Thích Ca ngồi trên cao nữa. Đó là hộ trì cho sư Minh Tuệ. Không có cái lực nào mà coi như làm hại sư Minh Tuệ được đâu. Sư dám tuyên bố vậy đó. Mà hiện tại thôi nha, sư chưa biết tương lai. Tại vì lòng người, có nhiều người tu 80 năm mà thành quỷ. Đó, mới tu thì ok, nhưng mà sau này vì danh lợi tài sắc, vì cơm áo gạo tiền, tán tận lương tâm, bất chấp thủ đoạn. Sư chỉ nói hiện tại, không nói coi như là quá khứ và tương lai, nói hiện tại. Hiện tại đó là có ủng hộ đó. Tại hồi xưa các thần nhân đều ủng hộ người hết, nhưng mà có hồi xưa có người học sinh á, vì cống cao ngã mạn mà thần nhân bỏ luôn, tiên đồ bỏ hết vậy đó. Hồi tại vì hồi nhỏ ngài rất là tốt, nhưng mà sau khi đổ trạng á, cái ngài đổ tánh rồi coi như là làm hại dân tình, bởi vậy nên thần nhân thần tiên không ủng hộ nữa. Thì bởi vậy sư Minh Tuệ cũng như vậy đó, cái đó là như vậy đó. Đó, hiện tại mình nói hiện tại, quá khứ thì nó đã qua, tương lai thì chưa tới, hiện tại an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Cô là quý vị phải hiểu được nha, đó là những cái lời mà sư Du Tăng Thích Minh Tánh nói rõ để cho quý vị hiểu rõ rồi. Trời, bây giờ tới cô Hằng. Sao bà Hằng đây nè, sư biết chính xác luôn cái thế lực đứng sau bà Hằng. Cái thế lực đứng sau bà Hằng đó bây giờ vì để chuộc tội, tại vì cái miệng kiện cái thân, thần khẩu hại sát phàm, còn ớt chết thì cái miệng, vì cái miệng mà lỡ lời mà tống thêm 10 tỷ nữa, tống thêm 10 tỷ, tổng cộng là 25 tỷ, đó là tổng cộng, chưa đâu, đó, cái thế lực đứng sau đó là ai, thế lực mà đứng kế bên á, kế bên coi như là cô Hằng á, là thằng lùn Thích Nhật Từ, đứng sát một bên, nó đứng sát một bên nách á, một bên nách của cô Hằng, đó là thằng lùn Thích Nhật Từ, rồi một bên nữa là Trơn Quang. Nó có thế lực mạnh gì đó, thế lực mạnh gì đó, đó nó có thế lực của cô Hằng ấy. Bây giờ đó coi như là tất cả, đúng ra là sư không nên nói, nhưng mà bắt buộc vì đạo, tại vì đạo sư chức không, sư ở không mà coi như là đi nói chuyện tào lao thế sự, nhưng mà cái này cái chuyện đạo, cái chuyện quốc gia đại sự, cái chuyện này của thế giới trong và ngoài nước, chứ không phải là riêng sư. Sư mới coi như là lời thỉnh cầu của các đài truyền hình, lời thỉnh cầu của các người trong và ngoài nước, không có ai mà nói hết, sư mới đại diện đứng ra coi như là ở bên Mỹ này đó. Sư nói để cho coi như là để cho mọi người tường lãm, để cho mọi người sáng tỏ rõ ràng là coi như là đứng bên tả hữu của cô Hằng là có Trơn Quang và Thích Nhật Từ. Còn bì hai được quý vị biết là ai không? Khủng khiếp lắm, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nó khủng khiếp nữa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn đứng trên đầu bà Hằng á, là Đảng Mặt trận Tổ quốc, đứng trên đầu bà Hằng á là Đảng. Vậy đó, còn đứng sau lưng đó, đó là như vậy. Còn ở sau là những người mà coi như là cuồng fan để đứng sau đó, mà mấy cuồng fan đứng sau đích là của mấy thầy, thì cái đó chuyện của mỗi người. Tại vì ma quỷ bởi quỷ Hằng mà, quỷ Hằng nó tự xưng là quỷ Hằng mà, quý vị thấy không, quỷ ma mà,
quý hằng và đụng với thần tăng Thích Minh Tuệ là giống Quỳnh Long Hòa Thượng quăng sao chổi lên. Kỳ này là coi như là kỳ này đó, quý vị sẽ thấy rõ, kỳ này sẽ thấy rõ coi như là thần tăng Thích Minh Tuệ. Hồi xưa là Quỳnh Long thần tăng, coi như là thánh tăng, coi như Quỳnh Long Hòa Thượng đó, thánh tăng Quỳnh Long Hòa Thượng, bây giờ là thần tăng Thích Minh Tuệ sẽ quăng cái nồi cơm điện lên, sẽ thu phục mấy con quỷ và thu phục mấy cái viên kim cương hết. Vậy đó, đó là một bên quăng kim cương lên, một bên quăng lên. Tại ma quỷ nó cũng có phép nữa. Đó là cái, đây là cái sự hậu thuẫn mà sư phải dạch rõ, nói rõ ra. Bởi vậy nên Nguyễn Phương Hằng mới mạnh miệng, mới dám tấn công là sư Minh Tuệ. Chứ không có phải, nếu mà nó không có thế lực của đảng, là của Mặt trận Tổ quốc ở trên đầu, nếu mà nó không có cái thế lực của ông Lùng, Thích Nhật Từ và Trơn Quang đó, thì nó không dám làm. Tại hai người coi như là bài mưu tính kế để cho Hằng này chỉ là một cái tua thôi, cái thua, cái một cái dụng cụ. A Di Đà Phật. Andy xin cảm ơn quý đồng hương đã cho Andy cơ hội phục vụ trên 30 năm qua. Andy luôn đặt quyền lợi quý khách lên hàng đầu với tất cả tấm lòng, dùng chất lượng cao và độ bền bỉ. Nay Andy tranh cử vào chức giám đốc sở vệ sinh môi trường, chuyển rác thải thành cây xanh bốn mát, trồng thêm phượng vị khắp Bô Sa, tạo phương tiện cho du khách gần xa đến thăm viếng, tạo nền kinh tế cho Westminster, cũng là đền đáp tứ trọng ân. Andy xin quý đồng hương hãy bầu cho Andy vào ngày 5 tháng 11 này với chức giám đốc sở vệ sinh môi trường. Andy xin chân thành cảm tạ quý vị. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi là cựu nghị viên Phát Bùi, vừa mãn nhiệm kỳ 8 năm phục vụ cư dân, này tiếp tục dấn thân tranh cử thị trưởng thành phố Garden Grove. Là thị trưởng, chúng tôi quyết tâm bảo vệ an ninh cho cư dân thành phố bằng cách mạnh tay giải quyết nạn vô gia cư, tăng cường thêm cảnh sát, truy bắt tội phạm, kể cả tội trộm cắp dưới 1.000 đô, cải thiện thời gian được xét xây thêm nhà ADU xuống còn vài tuần. Xin đồng hương hãy dùng phiếu trước ngày 5 tháng 11 cho Phát Bùi, một người tận tâm, nhiều kinh nghiệm và luôn phục vụ cho cộng đồng. Thứ nhất là đối với ông thầy Thích Trân Quang, hiện tại như cũng biết là ông đã bị phạt, bên giáo hội họ phạt rồi. Hình như là trong vòng mấy năm là không có được gọi là thuyết pháp gì nữa trên cộng đồng mạng, mọi người biết rồi đó. Không có ai mà, sư dám nói nè, ở Việt Nam không có ai mà đụng tới Trân Quang, đụng tới Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng. Không có ai mà đụng tới được coi như là Thích Nhật Từ, tại tụi nó là đảng viên. Tụi nó là đảng viên, tại vì đó tôi và đảng viên à? Đúng rồi, ở đây là trong tăng đoàn của sư nè, có ủy viên trung ương đảng luôn, ủy coi như là nó gọi là ủy viên, là từ thiếu cấp, từ thiếu tá trở lên. Đây là trời ơi, trong tăng đoàn đó. Trong tăng đoàn á mà vậy đó quý vị, chứ không phải là cho là sư biết hết. Sư biết hết vậy đó. Họ mời đó. Trong cái tình huống này mình thấy cái thế lực giữa hai bên đó thì nó không cân đối gì cả. Bây giờ chánh tà nó coi như là chánh tà nó giao tranh mà. Bây giờ tà chánh, bây giờ quỷ nó mạnh lắm. Bây giờ cái thế giới này là của thế giới, coi như dục giới này là của ma quỷ. Ma quỷ nó rất là mạnh. Câu hỏi đặt ra là như nói một lần nữa là nhìn lại đó, như thầy nói bên bà Nguyễn Phương Hằng, cái thế lực của bà, sau đó là thầy Trân Quang, là thầy Nhật Từ, rồi kể cả những ủy ban mặt trận Tổ quốc nữa, hơn nữa là đảng này nọ. Trong khi đối với sư Minh Tuệ thì chỉ không có cái gì hết, là giống như là thầy rồi bao nhiêu người khác nữa ủng hộ cho thầy, thì cái lực lượng này gọi là nếu mà có một cuộc chiến để trong hòa kép xảy ra đó, thì xảy ra nó không có cân bằng. Thì như vậy rõ ràng là tới đây là có thể là hiện tượng của sư Minh Tuệ có thể bị dập tắt trong thời gian tới. Tài đức phân tranh, tài đức, bây giờ tài đức, tài là tiền, tài vật chất, đức là vô hình. Bởi vì cái tài, cái tài nó bên ngoài, cái đức nó là bên trong, cái huệ nó là bên trong. Tài đức đang phân tranh đó. Bây giờ ma quỷ là ở dưới. Bây giờ trên trời đó là xuống, ở dưới nó đội mồ nó chung lên. Bây giờ nó đang phân tranh, mà cái thế giới này là cái thế giới nào nó loạn động, lòng người điên đảo quý vị. Thế giới loạn động bây giờ, nếu mà xảy ra chiến tranh về tâm linh á, dạ, thì thấy là liệu rằng sư Minh Tuệ có vượt qua không, trong khi kể cả người thân của thầy cũng làm một cái điều mà đúng thầy rồi không chịu cái điều đó nữa. Thì bởi vậy sư Minh Tánh mới coi như là mới nói ra để cho mọi người sáng tỏ rõ ràng, và coi như là phải coi như là không có cái gì bằng ý dân bằng ý trời. Tại vì ý dân là ý trời,
Bởi vậy nên không có, có thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Thuận theo, bây giờ ma quỷ cũng vậy, thuận theo lòng trời thì sống, mà nghịch trời thì phải chết. Bởi vậy nên á, bởi vậy nên sư kêu gọi, sư coi như trong và ngoài nước đó, đem cái tấm lòng mà mình coi như miệng thì niệm Phật, tay thì bắt ấn, miệng niệm chân ngôn, để coi như là phổ trì, coi như là hỗ trì cho thần tăng Thích Minh Tuệ để vượt qua cái tai qua. Tại vì cái cuộc đừng có chơi, đừng có chơi, coi như là sư có viết nè, đừng chơi với lửa, đừng giỡn với tâm linh, đừng giỡn với tâm linh, đừng chơi với lửa. Mà lửa này á, cái bên cái cô Hằng này á, cổ lầm rồi, cổ đụng tới lửa rồi. Lửa này không phải lửa thường, mà lửa tam muội sẽ đốt thiêu thân xác của cô luôn, đốt coi như là hồn phi phách tán tiêu tan đó, là coi như là hồn phi phách tán tiêu tan đó, là à, dạ. cái lửa này không phải lửa, chơi lửa có thể cháy nhà, chơi dao có thể trang hòa máu tay, nhưng chơi với cái miệng có ngày thân tàn ma dại đố mà thoát ra đó. Cổ gì cái miệng cái đó, cổ dám nói cái hoặc phán là coi như là sư Minh Tuệ. Bởi vì cổ giỡn với tâm linh, đừng, sư khuyên đừng chơi với lửa, mà lửa này không phải lửa thường, lửa tam muội nó sẽ đốt tiêu hồn phách luôn, tiêu tan hồn phách luôn, mà sau khi chết đó là đọa vào cái địa ngục á, chứ không phải chơi. Bởi vậy nên á phải liệu hồn, đừng chơi với lửa, đừng giỡn, đừng đùa giỡn với tâm linh đó. Bà đùa giỡn với tâm linh rồi, bà coi thấy ông ngồi ngất ngưỡng mà nói là với trời, nói là thay mặt trời để chửi, thay mặt trời rồi coi nói tầm bay tầm bạ với trời đất không, là trời không dung đất không tha. Bởi vậy cô Hằng phải chống mắt lên coi, trời ơi, nếu mà không nghe lời sư Minh Tánh mà cái ấy đó là coi như là khủng khiếp lắm. Bởi vì cổ bắt trước theo cái cô Thanh Hải, cổ bắt trước theo cái cô Thanh Hải, cổ làm muốn làm mẫu nghi thiên hạ, muốn làm bá chủ ở Việt Nam. Cổ này đây nè, nghe một phút thôi quý vị lắng nghe. Xin kính gửi sư cô Thanh Hải, lời trung ngôn nghịch nhĩ khó nghe, thuốc tuy cay đắng khó dùng, uống vào giả tật thoát vòng tử sinh, lời tha thiết chân thành chia sẻ, lòng tuyệt không chỉ trích đạo cô, người tu dối đạo tạo đời, đọa xa hỏa ngục hải kinh vô cùng, người phụ nữ Việt Nam Quảng Ngãi, với tục danh là Đặng Thị Trinh, lấy tay sang đến xứ người, tiễm danh Thanh Hải thượng sư dối đời, hồ đồ truyền đạo tà dục vọng, một truyền hai chẳng hiểu đạo tâm, cống cao ngã mạng tự xưng, ta đây Phật sống hồ đồ truyền tâm, tội nghiệp quá vô minh che phủ, tham sân si huyễn hoặc thần thông, sư phụ mà thác đọa âm cung, đệ tử cộng nghiệp xuống cùng một bên, nhưng biết sám hối ăn năn đầu Phật, bỏ đường tà quy chánh kịp thời, du tăng minh tánh có đôi lời, xin cô Thanh Hải xét suy tận tường. Sư đọc xong một bài thơ thì nó gọi ba xe cảnh sát tới bắt sư ở bên Mỹ này nè quý vị. Đó, ba. Nhưng mà freedom of speech ở Việt Nam thì có thể là nó không, cái luật lệ nó không bằng như bên Mỹ, nó có luật rừng đó, là còn ở bên đây là luật lệ nó rõ ràng. Bởi vậy nên sư freedom of speech, freedom of religion đó, phải có Minh Tuệ, phải có tự do đi lại, human right phải có tự do đó, phải cho sư Minh Tuệ tự do. Tại vì có như là qua mùa an cư kiết hạ rồi, tại sao bây giờ nó giam cầm, rồi nó phải làm cái đó để nó tống sư Minh Tuệ vô cái chỗ mà coi như là phát tâm thiên định tuệ, cái là cái công ty đó, nó tống vô cái công ty đó để nó rửa tiền, quý vị thấy không, nó thu tiền khắp các nơi trên thế giới. Bởi vậy sư nói đó bà bắt trước cô Thanh Hải đó bà coi như là thiệt không bằng cái móng chân nữa. Cô Thanh Hải bà không có trình độ, không có kiến thức, bà có cái sự khôn ngoan xảo quyệt quý quyệt có ngàn, là sư nói thiệt, nó khôn ngoan quý quyệt xảo quyệt hơn người, tại nó là quỷ mà, quỷ hằng mà, quỷ hằng tại tự nó nói mà, quỷ hằng đó là quỷ hằng mà, nó nói là quỷ hằng hữu nhưng mà sư kêu là quỷ hằng thôi đó, quý vị nghĩ đi, quỷ hằng mà, quỷ hằng đó là như vậy đó. Bởi vậy nên á, nó là quỷ mà, bởi vậy nên á, nên nó bắt trước cô Thanh Hải để coi như nó tự xưng là mẫu nghi thiên hạ, vì dân vì nước mà vô tù đó, vì dân vì nước mà vô tù không đó. Bởi vậy nên á, quý vị phải thông minh sáng suốt, phải sư muốn nói đây là để cho mọi người thức tỉnh,
đó, mà người thức tỉnh rồi phải khuyên nó nên cải tà quy chánh, cải ác tùng thiện, bỏ dữ tao lành, ăn năn sám hối. Đây là cái cơ hội cuối cùng trong năm nay. Nếu mà nó không nghe lời sư, quý vị thấy nó khủng khiếp luôn, qua năm mà nó khủng khiếp luôn. Là đã thấy được lời sư Du Tăng Thích Minh Tánh. Đây không phải là, đây là cái lời hoa niên, đây là cái lời mà coi như chí thành chí tâm, đây là cái lời thương mến, coi như coi Tâm Hằng như là một người đệ tử, một người cha nói với một đứa con, một người thầy nói với một người trò. Đó, sư khuyên Du Tăng Thích Minh Tánh nói với Nguyễn Phương Hằng nên thay đổi tâm tánh, nên cải tà quy chánh, cải ác tùng thiện, bỏ lại, giữ theo lành, ăn năn sám hối, không thôi không kịp. Hurry up before too late. You have to change your life, change your mind, repent your sins before too late. Đó, không kịp. Hurry up, đó không kịp đâu, phải dội lên, nước đến chân rồi mới nhả, mới nhảy là không kịp, là nó lùa sạch hết. Bởi vì nên bây giờ còn kịp, trong năm nay còn kịp. Đó là sư lời thiết tha. Đó, những người nịnh bợ, bưng bô nịnh bợ cô Phương Hằng thì họ rất là ác. Còn sư Du Tăng Thích Minh Tánh, đây là những lời chân chánh, thuốc đắng giả tật, lời thật thì mít lòng. Thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu, ngàn vàng dễ kiếm nhưng mà lời lành khó nghe. Đây là những lời chân thật để chia sẻ cho cô Phương Hằng, nên ngưng lại. Đó những thế lực đó, những thế lực ở đằng sau Phương Hằng, ở đằng sau mà sư Minh Tuệ, sư dạch rõ rồi, trên đầu sư Minh Tuệ đó. Trên, nói lại một lần nữa để cho quý vị tường lãm, là coi như là cho kỹ, xét suy kỹ càng. Đó, trên đầu sư Minh Tuệ đó là ngài Ma Ca Diếp đứng trên đầu, còn trên cao nữa là Phật Tổ Thích Ca. Kế bên đó, đứng sau lưng sư Minh Tuệ là có Du Tăng Thích Minh Tánh. Đó, còn đứng sau lưng nữa là hàng triệu người, hàng triệu 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 người trong và ngoài nước. Đó là một cái lực vô hình, đứng sau lưng một cái lực coi như là vô hình, không tướng. Đó là một cái lực khủng khiếp lắm. Nó gọi là tính tấn niệm định tuệ. Bởi vậy nên thần Tăng Thích Minh Tuệ có tính lực, tấn lực, định lực, tuệ lực và niệm lực và đệ lực, tuệ lực. Vậy đó, tính tấn niệm định tuệ, đó là coi như là có ngũ lực. Ngài danh không ham, lợi không muốn, tài không màng, sắc không nhiễm, mới có Du Tăng Thích Minh Tánh đứng sau. Chứ mà không có những thứ đó đừng có hồng. Ngài có giới hạnh, đạo hạnh, đức hạnh, công hạnh. Đó, sư nói thiệt nha, sư được sư Minh Tánh mà hỗ trợ đó là coi như là phủ phục đó, đó là thần tăng, chứ không phải là đương không sư Minh Tánh mà hỗ trợ đâu. Đó, đây là vì đạo, vì đạo, vì cái sự mà coi như là hoằng dương chánh pháp phổ độ chúng sanh. Bây giờ nó mượn tay cô Hằng, tại vì không ai làm nổi hết, coi như là chân quang nhật từ đồ cũng như là không ai làm nổi hết, nên nó mượn cái con quỷ Hằng này để đập sư Minh Tuệ. Nhưng mà bị sư Minh Tánh ngăn chặn kịp thời. Đó là như vậy đó, là nhờ Tiến Dũng nữa, nhờ TD Media Channel đó, Mai Tiến Dũng đó, là đó chứ không phải riêng sư. Đó, những sự hỗ trợ của tất cả mọi người trên thế giới. Bởi vậy nên quý vị phải cẩn trọng, đây là cái lời chân thật, mong quý vị suy tư, suy xét, ngồi lại đi, đừng khoan hả chửi rủa, khoan ha, ngồi lại suy nghĩ lời sư Minh Tánh nói có đúng không, rồi hả coi như chửi bới hay là phán xét gì đó tùy quý vị. A Di Đà Phật. Vâng, cảm ơn thầy. Như thế này nữa là từ khi mà bà tuyên bố như vậy đó, thì chắc chắn rằng rất là nhiều người, cho dù không có thích hay là không có ưa bà đi nữa, nhưng mà cũng đâu đó cũng ngấm ngầm, thế thì bà sẽ nói điều gì, thế thì bà sẽ chỉ trích sư Minh Tuệ điều gì. Tại vì khi nói tới sư Minh Tuệ thì người ta nghĩ đến cái chuyện gì, cái người mà chỉ có cái lỗi nào cung điện không mà không có gì hết trơn á. Đó là cái sự câu view, bà làm như vậy đó, bà câu view coi như là ngày 20 này bà câu view cho mọi người đó. Đó là coi như là chọi cục đá, coi thử thử lửa đó, chọi cục đá thử coi phản ứng như thế nào. Có thể hỏi ngược lại thầy như thế này, thầy nhớ là cái ngày mà bả ra tù rồi sau đó đó là có một giống như là ăn mừng ở tại cái du lịch Đại Nam. Dạ. Và ngày hôm đó thì là thông báo luôn nha, tất cả mọi người đi đến là không phải mua vé, được free vé luôn, mà hứa với người ta 4 tuần. Bằng chứng là thầy thấy là người ta lợi quá trời đông. Dạ. Và vì cái đông đó và bà làm cái livestream của bà, mọi người phải nói là rất rất là bất ngờ luôn. Dạ. Rồi bất ngờ nhất là những cái lời lẽ của bà nói chuyện ở trong cái buổi livestream đó. Thí dụ như bà kể rằng cái chuyện đi tù của bà là sự oan ức rồi á, ca hát cái bài mà T30 và tôi gì đó. Dạ. Này nọ,
thì vì dân vì nước. Có thể thấy rằng, có thể thấy rằng là ok, bà đưa cái chuyện này ra để cho tập trung, biết đâu tới lúc đó rồi bà nói khác thì sao thầy? Thấy chưa, bởi vì cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, cái miệng không dành ăn nói tứ tung. Nhưng mà chắc bây giờ nè, sau vụ này nè, mà chắc chắn rằng chưa, con nói trước. Dạ. Chắc chắn rằng tới ngày 20 triệu triệu người sẽ để ý, sẽ xem bà hàng nói cái gì, mặc dù không thích. Đúng rồi, đúng rồi đó. Mặc dầu không thích, người ta sẽ coi đó là cái lối mà câu view á quý vị. Nói lững lờ thôi. Thôi, tôi nói tới đây thôi. Dạ. Rồi tự quý vị suy nghĩ. Dạ. Anh nói đi, bà nói đi. Tại sao bà không nói vậy đó? Dạ. Ai, nó nói mày như vậy đó. Ừ. Nó nói xấu mày như vậy đó. Nói xấu cái gì, mày nói đi. Dạ. Đó là cái cách để coi như là bịp bợm. Cái cách là lừa bịp người ta để cho người ta gây cái sự chú ý hoang mang. Ừ. rồi quay gây cái sự mâu thuẫn. Ừ. Rồi cũng như chọi đá, là chọi cái đun vậy, không biết ai chọi hết. Ừ. Để coi ai chọi, ai là người đó, con có nói chuyện với một người bạn của con. Dạ. Bà con nói rằng, kể lại là bà Hằng, bà nói là ngày 20 bà sẽ lên giống như là bạch kẻ rồi đó. Dạ. Sư Minh Tuệ và dạ, người bạn con nói rằng là yên tâm đi, khi mà bà Hằng, mà nếu mà bà tấn công Sư Minh Tuệ ngay lúc này thì càng làm hình ảnh của Sư Minh Tuệ người ta quý trọng nhiều hơn nữa. Đúng rồi, thấy mà, đúng không ạ? Đúng chính xác. Cái người nào nói như vậy là cái người trí đó. Tại vì á quý vị thấy không, đề bà Đạt Đa, sư chứng minh cho quý vị, đề bà Đạt Đa hại Phật như thế nào, nói xấu Phật thì thế nào, thì danh tiếng của Phật là lừng coi như là bốn phương tám cõi vậy đó, bốn phương coi như là mười phương, coi như là đã, mười phương khắp mười phương thế giới đều coi như dinh danh coi Đức Phật. Càng hại Đức Phật nhiều chừng nào thì cũng như là cô Hằng này cũng vậy, càng hại Minh Tuệ chừng nào thì danh tiếng sư Minh Tuệ càng lừng lẫy nhiều chừng nấy. Yeah. Dư hơn nữa đó, sư biết chắc là coi như là tới cái ngày 20 này đó, bà sẽ nói khác liền, bà sẽ nịnh bợ hung cái chân của sư Minh Tuệ, giống như hung cái đít của ông Mãi. Yeah. Hung cái đít của ông Mãi vậy đó, hung cái đít của ông Mãi. Hồi xưa nói xấu ông Mãi mấy năm trước là chửi thằng Mãi nó làm, rồi mày làm như vậy, rồi dân chúng này làm, chửi thằng Mãi, rồi đó vô tù, rồi bây giờ hung cái đít của ông Mãi. Đó, nếu mà nói xấu ông Mãi một lần nữa là đi mất xác luôn á, chứ đừng nói xấu một lần nữa thôi. Bây giờ thấy người ta cái sự phản ứng của dân chúng, chắc chắn là thế nào cũng hung cái chân của sư Minh Tuệ. Tại đó, hay là hung cái nồi cơm điện điền hột xoàn rồi bỏ vô đó để đó. Dạ. Vâng, một nữa cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ. Phải nói là thông tin này thì cũng là chủ quan từ Du Tăng Thích Minh Tánh, mọi người chúng ta phải chờ đến ngày 20 để xem bài nói gì, và hy vọng rằng bà sẽ không làm thất vọng đối với những người mà trước giờ rất là nhiều người rồi, người ta đã âm thầm hay là trực tiếp người ta ủng hộ tinh thần của bà, ủng hộ cái cá tính rất là cương trực, dám nói lên sự thật của bà. Dạ. Một lần nữa con cảm ơn thầy ạ. Dạ, đây kính thưa quý vị, là chơi thì không có rung, mà rung thì không có chơi, nói thì không có sợ, sợ thì không có nói. Số phone của Du Tăng Thích Minh Tánh là 1714 948 3335, 1714 948 3335, USA, California. Đó là quý vị, đó là quý vị nhớ đây nào quý vị, là ngoài đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, phải đại hung, đại lực, phải đại liều mạng nữa, dám ăn, dám nói và dám chết, coi như là quy vũ bất năng khuất. Quý vị đừng có khom lưng, đó là nịnh bợ, là bưng bô bợ đít vậy đó, quy vũ bất năng khuất. Đó, đó coi như là nói chung là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, và quy vũ bất năng khuất, nghĩa là phú quý thì đừng có sanh tâm dâm dục, tại vì người giàu sanh ra cái tâm dâm dục đó. Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, nghĩa là khi mà nghèo khổ đừng có sanh tâm ra trộm cướp, hay là coi như là bần cùng sanh đạo tặc. Đó là coi như là quy vũ bất năng khuất, không phải gì sợ hãi mà quý vị cúi đầu khom lưng, là cúi đầu không lưng. Đó là những câu mà sư nói đó, ngoài đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, phải đại hung, đại lực, phải đại liều mạng, dám ăn, dám nói và dám chết. Mình phải nói lên những lời chân thật. Đây là mặc dầu sư biết cái sự phản ứng có nhiều người chửi rủa, nhưng mà không sao, con cháu mà nó chửi rủa thì sau này nó sẽ lận cái hậu quả. Nó chửi một người tu là nó sẽ coi như là hậu quả nó như thế nào. Nếu đó còn người tu chân chánh mà nó chửi khủng khiếp lắm quý vị ơi. Có ông sư kia
ông sư kia, ông hòa thượng kia, ông nói với chú tiểu đó, trời ơi mày tụng kinh giống như chó sủa vậy, 500 kiếp cho, đừng có tưởng nghe. Còn sư nói sư sẽ chịu cái hậu quả của sư. Bởi vì quý vị phải cẩn thận cái lời nói, phải coi như là kềm chế ý nghĩ và cẩn thận lời nói của quý vị. Đây là không có ngoa đâu. Vậy để kết thúc chương trình. Còn Du Tăng Thích Minh Tánh, Bù Đâm Sa Đa Nam Gạch Chà Mì, Đà Mâm Sa Đa Nam Gạch Chà Mì, Sàn Hâm Sa Đa Nam Gạch Chà Mì. Con Du Tăng Thích Minh Tánh dập đầu thành tâm cầu nguyện cho quê hương tổ quốc đất nước Việt Nam cùng Hoa Kỳ. Con Du Tăng Thích Minh Tánh thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an, cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài pháp giới được trọn thành Phật đạo, củ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đồng giải thoát. Nguyện đem công đức lành hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều được trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, một lần nữa cảm ơn thầy rất nhiều đã đến với khán giả channel TD Mira trong ngày hôm nay, và chắc chắn rằng quý vị cũng sẽ tiếp tục theo dõi cũng như cống hiến đến quý vị những chương trình pháp thoại cùng với Du Tăng Thích Minh Tánh trong những ngày tới. Và bây giờ Tiến Dũng xin kính chào, kính chúc quý vị những phút giây còn lại thật an lành. Tiến Dũng cùng Du Tăng Thích Minh Tánh sẽ hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. A Di Đà Phật.